dao động từ 26 đến 30 triệu đồng trên 1 mét vuông. Thời gian bàn giao nhà dự kiến vào quý 2 năm 2020. Thưa quý vị, The C là tổ hợp dự án căn hộ, chung cư cao cấp, biệt thự văn phòng và trung tâm thương mại cao cấp tại số 8 đường Lê Đức Thọ, do chủ đầu tư Hademon Holdings xây dựng và phát triển. Dự án có diện tích 7.700 m2, quy mô 42 tầng nổi và 4 tầng hầm. Dự kiến thời gian bàn giao nhà của dự án là vào quý 2 năm 2020. Rancho Palace là dự án căn chung cư và biệt thự tọa lạc tại số 138B Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình. Dự án được chia làm hai phân khu, khu thấp tầng và khu cao tầng. Theo đó thì khu thấp tầng với 32 căn nhà liền kề và biệt thự, còn khu cao tầng là tòa nhà căn hộ chung cư cao 22 tầng. Dự án Rancho Palace do công ty cổ phần đầu tư Văn Phú Invest làm chủ đầu tư. Giá bán căn hộ dao động từ 6,6 tỷ trên một căn. Thời gian dự kiến bàn giao nhà vào quý 4 năm 2020. Xin thông tin đến quý vị về tiến độ dự án tại thành phố Hồ Chí Minh. Dự án Westgate Park nằm trên đường Tân Túc, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh. Dự án được quy hoạch nằm trên tổng diện tích đất hơn 3,1 hectare, mức độ xây dựng là 29,5%, với quy mô gồm có 3 block chung cư với 5 tòa tháp, dự kiến cung ứng hơn 2.000 căn hộ, có diện tích dao động từ 50m2 đến 112m2. Vào năm 2022, giá bán căn hộ tại dự án Westgate Park là từ 30 triệu đồng 1m2. Dự án Sunshine City Sài Gòn là một tổ hợp chung cư cao cấp 9 tòa, cao từ 26 tới 38 tầng, tòa lạc tại vị trí trung tâm khu đô thị Phú Mỹ Hưng, tâm điểm Nam Sài Gòn. Hiện dự án đang tiến hành thi công theo đúng tiến độ đề ra. Dự kiến đến quý 2 năm 2020, dự án sẽ bàn giao nhà cho cư dân. Được biết mức giá chào bán căn hộ Sunshine City Sài Gòn dao động từ 50 đến 55 triệu đồng/m2. Thưa quý vị, Velona là dự án căn hộ chung cư cao cấp thuộc khu đô thị Sài Gòn Smart City, nằm trong tổng thể vào những cái cửa nó liếm hết rồi. Phường An Phú, quận 2. Bạn khách được biết là Sài Gòn Sport City là khu đô thị thể thao phức hợp và khu vực bao gồm có một khu khu thương mại dịch vụ và khu thể thao công cộng. Theo đó thì khu căn hộ Velona là phân khu được triển khai đầu tiên tại khu đô thị Sài Gòn Sport City, có quy mô gồm 6 block cao 30 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 90.000. Còn rất nhiều dự án khác đã và đang tiến độ đề ra, và chúng tôi xin được cập nhật đến quý vị trong những chương trình sau. Quý vị thân giờ thông báo những thông tin trong chương trình vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay trên sóng của kênh VOV Giao thông. Còn bây giờ thì anh chị và bạn đang xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại. Có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, hay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra. Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca. Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề. Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình sao xuyến. Đường tình ca, một hành trình sao xuyến. Từ ngày 1 tháng 4 năm 2020, Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ thực hiện tăng công suất, mở rộng vùng phủ sóng các chương trình phát thanh trên VOV. Cụ thể, kênh VOV Giao thông Hà Nội sẽ tăng công suất phát sóng từ 10kW lên 30kW, phủ sóng cho thành phố Hà Nội và các tỉnh Đồng Bằng, Trung Du, Bắc Bộ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, kênh VOV Giao thông nâng công suất từ 20kW lên 30kW. Kênh VOV1 từ 20kW lên 30kW. Kênh VOV2 từ 20kW lên 30kW. Kênh VOV3 từ 10kW lên 30kW, phủ sóng thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Với việc điều chỉnh tăng công suất và mở rộng vùng phủ sóng nói trên, các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ dễ dàng lắng nghe và đồng hành cùng các chương trình phát thanh hấp dẫn. Đồng thời,
kênh VOV Giao thông cũng có thể tiếp cận với các thính giả ở nhiều khu vực, đặc biệt là các tỉnh thành khu vực đồng bằng Trung du Bắc Bộ. Hy vọng Đài Tiếng nói Việt Nam và kênh VOV Giao thông sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý thính giả trong thời gian tới. Mà nhất là khu đông dân cư này nó nguy hiểm, nó sẽ có những biện pháp cắt dòng hàng, nó sẽ không gây tiếng ồn. Khoản cắt bằng lái xe bằng không, một là bằng lái xe, hai nó sẽ bằng nước. Chúng tôi xin được bắt đầu cho bản tin 91 cho buổi chiều ngày hôm nay bằng một thông tin về vụ Việt Nam cũ đoạn từ Dốc Lạn để di chuyển theo hướng đi Bắc Ninh. Thì tình hình giao thông tại đây cũng tương đối là đông đúc, nguyên nhân là do có chốt kiểm dịch nên các phương tiện cũng bình tĩnh để di chuyển. Chuyển qua những thông tin thời sự đáng chú ý. Thưa các bạn, trong một tuần thực hiện cách ly xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tại 30 chốt đã xử phạt 24 phương tiện vi phạm. Trong số này có 2 xe khách, 2 xe taxi vi phạm lệnh cấm trong thời gian cách ly. Tổng số tiền phạt lên tới hơn 47 triệu đồng. Cùng với những thay đổi rõ rệt của thời tiết giao mùa, việc hạn chế giảm thiểu các hoạt động sản xuất, giao thông do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã khiến chất lượng không khí trong tháng 3 năm 2020 tại một số đô thị duy trì ở mức khá tốt. Tuy nhiên, tại Hà Nội vẫn có những ngày giá trị trung bình 24 giờ, thông số bụi mịn PM2.5 vượt giới hạn cho phép của quy chuẩn Việt Nam. Chuyển sang những thông tin quốc tế, Hiệp hội các bác sĩ ở Tokyo, Nhật Bản vừa tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp và cảnh báo nguy cơ sụp đổ hệ thống y tế. Theo đó, việc tăng nhanh số ca mắc Covid-19 không chỉ gây ra tình trạng thiếu giường bệnh mà sẽ châm ngòi cho tình trạng lây nhiễm chéo ngay trong bệnh viện. Cơ quan bảo vệ dân sự Italy vào ngày 6 tháng 4 đã xác nhận thêm 3.599 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, số ca bệnh mới thấp nhất kể từ ngày 17 tháng 3 và mang đến hy vọng cho quốc gia này. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục tổng hợp những thông tin dân sinh và tình hình giao thông để chuyển tới các bạn trong những bản tin 91 tiếp theo. Nếu có những thông tin nào cần cảnh báo, các bạn có thể gọi qua số điện thoại hotline tại Hà Nội 02437919191 và tại Thành phố Hồ Chí Minh là 02839919191. Cảm ơn các bạn thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi bản tin. Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz. Chiều lại nha, mà mùa hè nha. Cái mặt trời này đi đường này, mặt đi này nha, xong mặt trời nó xuống dưới này. Thế giới giao thông tuyệt vời luôn. Quý thính giả đang lắng nghe chuyên mục Thế giới Giao thông phát trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong những chuyên mục Thế giới Giao thông lần trước, chúng ta đã biết được sự ảnh hưởng của dịch Covid-19 tới hàng không thế giới. Để đối phó với việc thua lỗ, hiện nhiều hãng hàng không đang tạm thời chuyển sang mảng vận tải hàng hóa. Đây cũng là nội dung mà chuyên mục ngày hôm nay đề cập. Mời quý vị cùng lắng nghe. Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành, ngành du lịch và hàng không thế giới đang trong trạng thái vô cùng ảm đạm. Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không Thế giới, tính từ cuối tháng 1 đến nay đã có hơn 185.000 chuyến bay bị hủy bỏ. Nhiều hãng hàng không như KLM đã giảm công suất tới 90%. Các hãng hàng không của Mỹ như Delta Airlines công bố công suất khoảng 40%. Hãng American Airlines sẽ giảm 75% số chuyến bay quốc tế từ giữa tháng 3 đến tháng 5 so với cùng kỳ năm ngoái. Nhà kinh tế trưởng Brian Hess của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế cho biết, hàng không thế giới đang trong cơn khủng hoảng. Các hãng hàng không đang phải tìm nhiều phương pháp để tự cứu bản thân như cắt giảm nhân sự, cắt giảm chi phí, nhưng họ cần nhiều hơn thế. Đóng băng hoạt động, cắt giảm nhân sự chỉ là những giải pháp tạm thời. Khi diễn biến của dịch Covid-19 vẫn còn phức tạp, thì việc cấp cứu lâu dài là điều mà các hãng cần chú ý tới, không đơn giản là chỉ chờ viện trợ từ chính phủ. Mới đây, hãng hàng không Delta Airlines cho biết, công ty sẽ cung cấp dịch vụ chở hàng bằng các máy bay chở khách để tăng doanh thu trong khi chờ Thượng viện Mỹ bỏ phiếu về khoản viện trợ 58 tỷ đô la Mỹ cho ngành hàng không. Các chuyến bay này sẽ thực hiện nhiệm vụ chở hàng tới khoảng 70 địa điểm bên ngoài nước Mỹ. Hãng hàng không American Airlines cách đây 2 tuần cũng thông báo kế hoạch tương tự khi chuyển đổi một vài máy bay chở khách Boeing 777-300 của hãng thành máy bay chở hàng. Theo tờ Bloomberg, lần gần nhất một máy bay của American Airlines cất cánh mà không có hành khách là từ năm 1984. Không chỉ tại Mỹ, hãng hàng không Korean Air của Hàn Quốc cũng bắt đầu dùng các máy bay chở khách để chở hàng trên một số chuyến bay. Đại diện hãng cho biết, hãng đang tìm kiếm những cơ hội mới trên thị trường trong bối cảnh thế giới đang có quá nhiều những thay đổi không thể dự báo trước. Korean Air cũng cho biết thêm, hầu hết các máy bay của hãng hiện đều đã ngừng bay. Việc chuyển đổi máy bay chở khách thành máy bay chở hàng là giải pháp tình thế
đang được hàng không thế giới thực hiện để bù đắp thua lỗ. Chưa kể do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giá xăng dầu có thể nói là đang giảm thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Điều này phần nào giảm bớt chi phí nhiên liệu cho các chuyến bay. John Shah, giám đốc Blackford, một công ty vận tải hàng hóa tại Mỹ cho biết, với kế hoạch hiện tại, việc chuyển đổi vận tải hành khách sang vận tải hàng hóa có thể giúp hàng không thế giới kiếm lại một chút doanh thu. Ông này cũng dự đoán các hãng hàng không sẽ phải duy trì tình trạng này lâu dài, bởi dù dịch Covid-19 có kết thúc, cũng sẽ phải mất vài tháng để mọi thứ trở lại bình thường. Ông Alexander Junior, tổng giám đốc Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế cũng có quan điểm tương tự. Với những hậu quả do dịch bệnh để lại, ngành hàng không sẽ có sự sụt giảm đáng kể. Chúng tôi dự đoán sẽ bắt đầu dấu hiệu hồi phục từ quý 3 năm 2020, mất khoảng vài tháng, có lẽ là từ hết quý 4. Thưa quý vị, còn tại Việt Nam, kể từ ngày 1 tháng 4, thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu trong vòng 15 ngày, từ ngày 1 tháng 4 năm 2020, Cục Hàng không chịu trách nhiệm điều phối các hãng hàng không Việt Nam khai thác vận chuyển hành khách với tần suất như sau. Đường bay giữa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh khai thác 2 chuyến khứ hồi mỗi ngày. Đường bay giữa Hà Nội và Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng khai thác 1 chuyến khứ hồi mỗi ngày. Dừng toàn bộ các chuyến bay trên các đường bay nội địa còn lại. Không hạn chế khai thác đối với các chuyến bay không vận chuyển hành khách. Đến đây, chuyên mục Thế giới giao thông xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Trải nghiệm tiêu dùng. Trải nghiệm tiêu dùng. Trải nghiệm tiêu dùng. Trải nghiệm tiêu dùng. Hà Nội, Đà Nẵng hay Sài Gòn. Chào các bạn thính giả, rất vui lại được tiếp tục đồng hành cùng các bạn trong chương trình trải nghiệm tiêu dùng trên kênh VOV Giao thông vào chiều ngày hôm nay. Trước hết thì anh Tuấn sẽ phải gửi lời cảm ơn tới người bạn dẫn của tôi là vì nhờ có Bảo Ni mà tôi đã chọn được một món quà ưng ý cho bố mẹ ở nhà. Các cụ phải nói rất ưng và có cho tôi biết rằng hiện giờ việc ưu tiên cho sức khỏe đó là điều cần thiết nên đông trùng tham khảo visa. Đó là một món quà thiết thực với Bảo Ni ạ. Vâng, hai bác ở nhà mà hài lòng thì Bảo Ni cũng đỡ một mối lo trong lòng rồi. Bởi vì là cả tuần nay sau khi mà gợi ý cho anh Tuấn xong cứ hồi hộp suốt rồi. Chính biết thế nên Tuấn đã gửi lời cảm ơn tới Bảo Ly luôn rồi mà. Nhưng mà giờ thì Bảo Ly ạ, phát sinh ra một câu chuyện khác mà tôi thì chưa kịp giải quyết đây. Sao thế anh, đừng nói với Bảo Ly là những cái điều vừa rồi là giả dối nhá. Ngày cả tháng 4 chơi quá lâu rồi đấy ạ. Không phải như Bảo Ly nghĩ đâu, chuyện là thế này. Bố mẹ Tuấn khi mà nhận được món quà đó là đông trùng hàng thảo visa thì cũng không giấu được niềm vui của các cụ ngày nay với hàng xóm này, các bác trong tổ hưu trí này. Thế là từ đây bắt đầu cả chục bạn đang mắc từ đưa ra nào là sản phẩm tốt không, có công dụng ra sao, giá cả thế nào, có để được trong thời gian dài không, ôi vân vấn và bầy bầy các kiểu. Về cái bố mẹ hỏi lại Tuấn mới đớ ra thì bữa trước thì một ngày có một mình không tìm hiểu kỹ hơn về những vấn đề này. Trời ạ, anh Tuấn mà giờ không tìm hiểu thì không biết được đâu ạ. Chỉ bằng là thôi thì anh Tuấn trò chuyện với chuyên gia về sức khỏe để kịp thời bổ sung kiến thức ngay nhằm giải đáp cho các bác ở nhà nhé. Đây là số điện thoại của tiến sĩ Phạm Minh Củng, nguyên phụ trưởng Bộ Y học cổ truyền Bộ Y tế. Anh Tuấn có thể gọi ngay nhé. Hay quá, như vậy là lại phải cảm ơn Phạm Minh lần nữa rồi. Để anh Tuấn sẽ nhấc máy điện thoại gọi ngay cho tiến sĩ Phạm Minh Củng. Chắc chắn những gì mà anh Tuấn Bảo Ly cũng như là các bạn thính giả có được trong chương trình hôm nay sẽ vô cùng hữu ích. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe các bạn nhé. Xin gửi lời chào tới bác sĩ Phạm Hưng Củng. Chúng tôi đang gọi cho bác sĩ từ phòng thu của chương trình trải nghiệm tiêu dùng. Bác sĩ đã sẵn lòng để giải đáp những băn khoăn của chương trình chưa ạ? Xin chào quý vị thính giả của trải nghiệm tiêu dùng. Xin sẵn sàng. Câu hỏi dành cho bác sĩ Phạm Hưng Củng trong chương trình hôm nay đó là nhiều người đã lắng nghe về đông trùng hạ thảo visa thì rất tốt cho sức khỏe nhưng chưa biết hết được những cái công dụng thực sự của nó. Vậy thì đông trùng hạ thảo visa có công dụng và đối tượng sử dụng thì sẽ ra sao thưa bác sĩ? Thưa quý vị, đông trùng hạ thảo là một thảo dược vô cùng quý và được sử dụng cách đây trên dưới 1.000 năm, và trong y văn cổ đã ghi tác dụng của đông trùng hạ thảo rất là có giá trị, như là chữa được bách thư bách tổn, bổ phế khí và thận khí vân vân. Và ngày nay các nhà khoa học đã nghiên cứu thì người ta thấy rằng trong đông trùng hạ thảo có rất nhiều hoạt chất sinh học là quan trọng như là